À, chào mừng các anh chị chúng ta đến với clip thứ tư của giải phẫu bệnh ha. hôm nay thì mình sẽ nói về à, mình sẽ học về cái lam là u nhú, u nhú gai nha. hoặc là u nhú da u nhú gai thì à, cơ quan của cái lam u nhú gai này đó hoặc là u nhú da là cơ quan ở da ha. À, có các cấu trúc biểu mô lát tầng sừng quá nang lông, tuyến bã và tuyến mồ hôi. Thì chúng ta thấy là ở phần cơ quan này chúng ta sẽ nhận diện bằng cách là 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 cơ quan là da vì thấy các cấu trúc biểu mô lát tầng sừng quá nang lông tuyến bã và tuyến mồ hôi thì chúng ta có năm cái mục tiêu mục tiêu thứ nhất đó là u tạo bởi các cấu trúc dạng nhú gồm một biểu bì tăng sản bao gồm một trục liên kết có chứa các mạch máu thì chúng ta sẽ nhìn ở đây chúng ta thấy là cái phần phần da mình nó có một cái phần u nhú lên như thế này thì thường thường cái đường kính của u nhú nó từ 0,5 đến 1 cm ha nổi trên bề mặt da thứ hai là chúng ta sẽ thấy hiện tượng tăng gai chúng ta thấy ở đây ở đây chúng ta sẽ thấy là cái hiện tượng tăng gai số lượng các lớp tế bào gai tăng lên gấp 2 ba lần các tế bào gai có hình đa diện nhân bầu dục nằm chính giữa và liên kết với nhau bởi các cái cầu liên bào đó là cái phần nội dung thứ hai của mục tiêu là hiện tượng tăng gai Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng tăng sừng. Thì chúng ta sẽ nhìn ở đây, nhìn ở cái cái lam này thì chúng ta sẽ thấy ở cái phần thứ nhất đây nè, hiện tượng tăng gai, đây là phần số 1 và đây là hiện tượng tăng gai, đây là cái hình dạng nó như thế này. Và thứ hai đó là hiện tượng tăng sừng. Đây chúng ta sẽ thấy hiện tượng tăng sừng. Hiện tượng tăng sừng là lớp sừng dày hẳn lên tạo bởi các vảy sừng ái ton nằm chồng chất lên nhau. Chúng ta thấy đây là những lớp vảy sừng ái ton nằm chồng chất lên nhau. Tiếp theo là trục liên kết máu nằm giữa các cấu trúc nhú tạo bởi một mô liên kết thừa tạo tạo bởi một mô liên kết thừa gồm ít nguyên bào sợi là cái phần trục liên kết máu bằng số 3 đây chúng ta sẽ thấy đây là một cái trục liên kết máu ha à, xin nhắc lại ha là cái hiện tượng hiện tượng tăng sừng là lớp sừng dày hẳn lên tạo bởi các vảy sừng ái ton nó chồng lên nhau, chất chồng lên nhau. Rồi thứ tư là trục liên kết máu nằm giữa các cấu trúc nhú, tạo bởi một mô liên kết thưa gồm một ít nguyên bào sợi, tế bào sợi, sợi calogen và các mạch máu. Đây, chúng ta thấy ở cái phần cái phần số 3 đây ha. Số 3 là trục liên kết máu. Đây. Tiếp theo là phần mục tiêu cuối cùng đó là nang lông tuyến bã tuyến mồ hôi thì là cái phần phụ của da thì chúng ta thấy ở các cái lam trước về da thì đặc trưng của nó là nang lông tuyến bã tuyến mồ hôi rồi như vậy thì với các năm cái mục tiêu thứ nhất là có một cái khối u có một cái u lên à, trên một cái lớp biểu bì tăng sản thứ hai là hiện tượng tăng gai thứ ba là hiện tượng tăng sừng à, trục liên kết máu nằm ở giữa các cấu trúc nhú À, thứ cuối cùng là nang long tuyến bã tuyến mồ hôi thì chúng ta sẽ xác định à, đó là cái lam u nhú gai ở cơ quan là da thì chúng ta sẽ chuẩn đoán nó là u nhú gai vâng à, thì à, đó là các cái à, nội dung mà chúng ta cần quan tâm ở cái phần à, u nhú gai à, xin chào các anh chị và các bạn chúc các anh chị và các bạn học tốt